Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Giấc mơ giáo sư, tiến sĩ. Khởi tố Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực ở Hòa Bình về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bắt trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Bùi Văn Từ, trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Tối qua, nguồn tin của chúng tôi cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Bùi Văn Từ, 52 tuổi, trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Văn Từ đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày. Ông Bùi Văn Từ quê quán Hà Tĩnh, thường trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ông bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Cũng theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Bùi Văn Từ trong ngày 25 tháng 10. Việc khám xét diễn ra với sự chứng kiến của các cơ quan chức năng liên quan. Trước khi được bổ nhiệm làm trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, ông Từ là Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Giấc mơ giáo sư, tiến sĩ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, dư luận không ngớt bàn tán về việc Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu hai trường đại học thu hồi bằng cử nhân, tiến sĩ đã cấp cho một vị trụ trì ngôi chùa tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau khi xác định bằng cấp 3 của người này không hợp pháp. Từ câu chuyện trên, dư luận đặt câu hỏi, vậy vị này lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 ở đâu để có thể học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ? Và không phải đến bây giờ, câu chuyện làm tiến sĩ để làm gì mới được đặt ra, cùng với chuyện luận án tiến sĩ đó nghiên cứu về vấn đề gì. Giáo sư, tiến sĩ là những người gắn liền với nghiên cứu khoa học, với giảng dạy, với phòng thí nghiệm. Mục đích của nghiên cứu là chỉ ra được thực trạng, hạn chế và đưa ra giải pháp, cải tiến tác động lớn đến cộng đồng hoặc cả xã hội. Nhưng thử hỏi đến nay đã có bao nhiêu công trình tầm cỡ khu vực và sáng chế được công bố nếu so với số lượng giáo sư tiến sĩ mà chúng ta đã có. Ngay từ năm 2014, thống kê cho thấy Việt Nam có 9.000 giáo sư, hơn 24.000 tiến sĩ. Thời điểm đó, con số này gấp 5 lần của Nhật Bản, gấp 10 lần Israel. Từ đó đến nay, chưa thấy có một thống kê chi tiết nào nữa. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2015 đến năm 2020, cả nước có hơn 1.400 người được công nhận giáo sư. Tuy nhiên, số lượng giáo sư tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học chưa đến một nửa. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, các đại học, học viện có hơn 78.000 giảng viên, trong đó có 619 giáo sư, hơn 4.800 phó giáo sư, hơn 17.000 tiến sĩ. Còn số lượng giáo sư, tiến sĩ ngoài các trường, các viện nghiên cứu thì không ai biết. Như vậy có thể thấy số lượng giáo sư tiến sĩ không liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu là rất lớn. Và nếu như công bố hết tất cả những luận án tiến sĩ trong khoảng 10 năm trở lại đây, có lẽ không chỉ có tiến sĩ cầu lông làm dư luận xôn xao như dạo nào, mà chắc chắn sẽ có rất nhiều đề tài khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Vậy một khi không gắn với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, các giáo sư tiến sĩ đang làm gì và mục đích trở thành giáo sư tiến sĩ của họ là gì? Tại nhiều nước trên thế giới, việc phong giáo sư gắn với công việc của một viện nghiên cứu, một trường nào đó, và đến khi về hưu thì hết, họ không còn là giáo sư nữa. Còn ở Việt Nam, khi ai đó được phong giáo sư rồi thì nghiễm nhiên đó là một thứ để người ta giữ suốt đời, trong khi hoàn toàn không dạy học, nghiên cứu. Trong suy nghĩ của xã hội, các giáo sư tiến sĩ là những người tài năng, là tinh hoa của đội ngũ trí thức. Có lẽ vì thế mà việc trở thành giáo sư tiến sĩ là giấc mơ của nhiều người. Và để giấc mơ thành hiện thực, bên cạnh những người chân tài, thực học, không ít cố đạt được bằng mọi giá. Phải chăng vì thế mới có các luận án nghiên cứu kiểu như nghiên cứu hiệu quả của bài tập Hatha Yoga đối với sức khỏe người cao tuổi nữ, nghiên cứu phát triển thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 đến 6 tuổi ở tỉnh, nghiên cứu xây dựng nội dung hoạt động câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên đại học. Là giáo sư, tiến sĩ nhưng nhiều người không lên lớp, cả ngày không vào phòng thí nghiệm,
nhưng đi đâu cũng được giới thiệu là giáo sư, tiến sĩ, thì điều đó có hợp lý hay không? Nhưng nói đi cũng cần phải nói lại, có những đề tài không xứng tầm luận án tiến sĩ, nghiên cứu sinh cũng chưa đủ trình độ. Nhưng vì sao họ vẫn thành tiến sĩ, thậm chí không có bằng cấp 3 hợp pháp, vẫn có thể lọt qua nhiều vòng để thi tiến sĩ, thì trách nhiệm đó thuộc về ai? Trong khoa học, không bao giờ được phép thiếu trung thực, nhất là những vị làm đến tiến sĩ, giáo sư càng không thể gian dối, bởi họ luôn là tấm gương để xã hội cũng như giới khoa học nhìn vào. Ở khía cạnh khác, thiết nghĩ bằng tiến sĩ và chức danh giáo sư chỉ cần thiết đối với một giáo viên, chỉ cần thiết đối với một số ngành, chẳng hạn như giáo dục, y tế. Nhưng nhìn chung công tác quản lý không cần thiết phải có sự tham gia của các giáo sư, tiến sĩ. Quan niệm sai về vấn đề sử dụng giáo sư, tiến sĩ có thể là nguyên nhân khiến nhiều người cố đạt bằng được giấc mơ giáo sư, tiến sĩ. Khởi tố Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực ở Hòa Bình về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, một Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn, Yên Thủy ở Hòa Bình vừa bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình Sự. Hôm qua, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Phạm Hồng Tuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn, Yên Thủy về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình Sự. Theo kết quả điều tra, Phạm Hồng Tuyên với vai trò là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn, Yên Thủy có hành vi thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cụ thể, trong cuộc họp duyệt Bộ Thuế diễn ra vào tháng 1 năm 2023, các thành phần họp không chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ họp duyệt bộ, không có biên bản họp hội đồng tư vấn thuế và danh sách ý kiến phản hồi của Ủy ban Nhân dân các xã, hộ kinh doanh. Nhưng Phạm Hồng Tuyên do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, nghiên cứu nội dung, tài liệu, không nắm bắt được tài liệu phục vụ cuộc họp, dẫn đến ký duyệt bộ thuế năm 2023. Việc ký duyệt bộ không đúng doanh thu và mức thuế phải nộp đối với các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn huyện Yên Thủy gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước. Hành vi của Phạm Hồng Tuyên đã vi phạm quy định tại quyết định số 245 ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng nhiệm vụ của các đội thuộc Chi cục Thuế, quy định số 2363 ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy chế làm việc của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, quy định 215 ngày 24 tháng 10 năm 2019 về việc ban hành quy chế làm việc của Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn, Yên Thủy đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình Sự. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra mở rộng.